Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nd Gaming. Và hôm nay mình sẽ quay trở lại với cái tựa game Just Cause 4 này. Thì hôm nay mình sẽ đi làm một cái thử thách của các bạn đưa ra với mình ha. Thì các bạn đã nói với mình là mình lấy những cái con siêu xe mình bỏ với con máy bay bự ở đây. Nhưng mà hôm nay nó là không có rồi. Vậy là bây giờ mình phải đi tìm, gọi là mình phải đi ra một cái chỗ khác xong mình quay lại để mình cho nó spam nó cái con máy bay bự nữa nè. Và mình sẽ đem những con siêu xe lên và mình thả từ trên trời xuống xem là nó sẽ như thế nào ha. Rồi, vậy bây giờ các bạn đợi mình để mình đi ra chỗ khác xong mình quay trở lại để mình tìm cái máy bay. Tại vì bây giờ nó không có, mình không biết, mình không có spam được cái chiếc bự này. Chiếc bự này nó nằm ở phần... Để mình thử ha. Ui, mình có ông mới đó nè. Mỗi lần có ông này thôi, mỗi lần có bốn người, nay có cái ông Bruzo nữa ha. Còn hai người cuối cùng nữa. Đây để mình xuống tìm xuống cái phần đây, mình có mấy cây súng đây nè rồi. Vậy có nghĩa sau này mình sẽ xài được nhiều hơn, Railgun có, Lightning Gun có luôn rồi. Và mình sẽ gọi được súng tới. Đây là phần xe, đây là máy bay nè. Thì các bạn thấy đây có một chiếc máy bay chở khách, cái con khí cầu mình chưa có mở được. Con máy bay này là máy bay nhỏ, con Private Jet, con nhỏ xíu nhỏ đó. Rồi vậy là coi như là cái con bự, nhưng mình không thấy trong này luôn á các bạn ơi. Con bự bự không có luôn, cái Crop Duster là con hai cánh quạt. Xuống phần này là toàn là xe tăng rồi trực thăng thôi chứ không có bay bự. Z là phản lực rồi. Ok, có con trực tuyết nữa nè. Vậy là không có xe, không có bay bự mấy bạn ơi. Nó đây Sky Castle Cargo Jet. Mình mở cái khu Acantilados. Khu đó khu nào ta? Acantilados ở đâu á? À đây. Các bạn phải mở được khu này mới lấy được con trực thăng này. Ôi máy bay bự này. Wow. Mà thôi kệ đi, để mình lấy con kia đi. Lúc nãy mình bay tới đây mình bay về kia đó thì mình có một cách này khá là thú vị hơn. Đó chính là mình sẽ gọi trực thăng nó thả đồ tới. Đây ha, bây giờ mình sẽ gọi một con máy bay nó thả đồ tới và mình sẽ đu theo con máy bay đó, mình lấy cái máy bay đây, máy bự này nè các bạn. Đây mình nói vậy được rồi. Ngon. Cướp máy bay của bên mình luôn. Được, con này mình phải bay lên trên đầu mình mới cướp nó được. Ủa nó bay lẹ quá. Con này bay mát lẹ luôn mấy bạn ơi. No. Ôi đuổi không kịp, nó bay lẹ quá. Mong là đuổi kịp. Bay đâu mới bự chả ngày bay thấp thấp cái ghê vậy. Để đâm nhà ta hay là cái gì vậy? Để làm gì đó. Tôi sẵn mình theo thử coi theo đuôi con máy bay nữa như thế nào. Chà. Ui nó bay lẹ quá. Có lúc đó, nó bay chậm các bạn lúc nãy không? Không, lúc mà mình đuổi lên á, kiểu nó dần dần với mình nó bay chậm mà. Sao mà cái lúc nó lại bay cực kỳ nhanh luôn. Chán nhỉ. Không đuổi kịp. Cái đồ bay của mình nó không đủ để tốc độ để mình bay lên tới trên này. Ui, bỏ luôn đi. Rồi ok, mình gọi lại. Lấy lại mới được. Bây giờ phải bắn từ từ đi lên. Vì con này nó bay nhanh lắm. Mà ở dưới này mình không thể cướp được. Mình phải cướp từ ở trên á, mình mới lấy được. Vậy mới khó nè. Ui, nó không có bay được, nó không gắn được cái cánh. Mình đang gọi là đang đu theo máy bay nhưng mà mình không có lên được máy bay mấy bạn ơi. Đây là cái khoang mở bánh xe dưới nè. Đây là khoang này, khoang mở bánh xe ha. Cánh quạt ở đây. Cướp con này cũng khó. Ok, bây giờ bắn lên đây. Đây, được rồi, được rồi. Ơ, đây. No. Rồi, chắc được rồi. Ok. Mình lên được trên nóc nó rồi. Cực khổ thiệt. Bây giờ mình bay con này về sân bay luôn. Đây là cái khoang hành lý. Bây giờ mình cái khoang đây. Sorry mấy anh thi công. Đói các bạn. Rồi, tại anh mà anh làm em khổ sở. Bây giờ quay đầu lại chỗ này. Đặt cái điểm đến ở đây để mình đáp máy bay ở đây cái nào. Quay đầu nha. Con này bự lắm. Bự chà bá lửa luôn. Ok. Lượng con này thôi cũng hơi khó nữa các bạn, nó nặng, nó chậm chạp á. Rồi bay nào. 360 km/h max speed.
khủng đó. Này mở khoang hành lý ra nè. Đó, một hồi mình sẽ nhét xe vào đây ha. Mình nhét tầm một hai chiếc thôi. Một chiếc siêu xe với lại một chiếc F1. F1 là, quên nói với các bạn là hôm bữa mình mở chiếc F1 rồi. Hôm bữa mình có một cái nhiệm vụ ở đây nè. Mình có một cái nhiệm vụ mình mở cái khu Hatun Ukucha với lại cái arena này để làm cái nhiệm vụ này. Nhưng mà vấn đề là hôm bữa mình làm á, xong rồi cái khu này nói chung là mình nó cũng rất là chán á. Mình cũng nghĩ cái video đó rồi, cho nên là mình đợt đó là mình không có quay video luôn. Mình quay rồi xong mình xóa rồi, tại vì chiếm cái đó chán lắm. Mà mình sợ chán quá thì cũng có nhiều bạn không thích coi, cho nên là thôi mình xóa. Mình sẽ làm nhiệm vụ chính thôi. Và những cái video thử thách như thế này hoặc là khám phá như thế này ha, sẽ vui hơn. Thực sự là mình không biết là có bạn nào bị cái lỗi giống mình hay không, mà mình không thể nào cập, mình không thể nào mở khóa được mấy cái boost này. Mình đủ điểm rồi, điểm này mình làm chứ không phải là mình cheat, không phải mình dùng mã để cheat hay là dùng mấy cái phần mềm cheat engine để cheat, mà nó không cho mở khóa, không biết sao nữa đây. Còn nhiều cái hay của cái dây câu lắm mà nó không cho mở, hai cái luôn, của bà Galan với cái của thằng Xavi, của thằng cái thằng gì á, Sargento, đúng rồi, họ full nó rồi mà không biết tại sao. Rồi xin thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh ở sân bay. Giờ mà đáp xuống ngoài kia có chiếc máy bay nó cắn lưỡi luôn, mà thôi kệ đi. Tại vì mình cũng nghĩ là chắc sẽ có nhiều bạn kêu mình là anh thử lấy cướp cái con máy bay mà lúc mà thả hàng xuống thì thôi mình làm trước luôn. Rồi từ từ. Con kia nó chuẩn bị bay qua, nó bay rồi mình phải đáp mấy mé bên này xíu chứ nó bay đụng máy bay mình là mình mất luôn máy bay này luôn á. Là bao nhiêu công cán mình lấy con này là coi như là ngẫm của tỏi luôn á. Ui. Ok, mày quá không có bự. Ấy dạ. Bà nội cha nó thiệt chứ. Ác ôn gì đâu. Okay, đáp xuống có hơi bị cạ động cơ xíu nhưng mà không sao, nó bay chúng ta vẫn ổn. Ác không? Con mình đáp xuống rồi có con kia nó ngay kia luôn. Rồi bây giờ để mình lùi lại và mình gọi xe. Không, hai con này chăn nhau nha, không khác gì nhau đâu nha các bạn. Chỉ khác cái là con kia của Black Hand rồi, con này của mình thôi. Của quân mình thì nó sẽ sơn cái màu này, còn Black Hand thì nó sơn màu khác. Vậy thôi. Rồi bây giờ các bạn đợi xíu để mình dừng hẳn máy bay cái đó. Ok. Khổ. Vậy là tôi có hai chiếc luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ gọi, bắt đầu mình gọi máy bay nè. Gọi xe chứ. Đầu tiên là mình sẽ cho xe tăng lên luôn các bạn. Được á, được á. Được á. Từ để mình chọn ông này cái đó ha. Cho một con xe siêu xe. Có con AAV là lội nước được nè, từ từ. Siêu xe đâu hết rồi. Đây 2019 Vistota Supercar với con F1. Bây giờ gọi con này trước cái đã. Thả đây đi. Lẹ lắm, trời ơi, gọi ship đúng lẹ luôn. Rồi xong, chiếc xe đầu tiên. Ngon. Ngon. Mở cái kia cho ta, chưa mở nó, quên rồi. Rồi, ok, xong. Sợ họ mất xe chứ, mình chỉ sợ là mất xe thôi chứ không có gì hết trơn. Ok, cho chiếc xe đầu tiên lên. Nhẹ nhàng thôi. À, ngon, ngon, ngon. Rồi, cái này chở được nhiều lắm. Đậu vô đây cái đã. Tí mình gọi xe tăng, mình cho xe tăng vô luôn. Ê mà khoan, nếu mà mình mình thôi mình để gì đi. Ok rồi. Đậu đó nha. Sao cho nãy rung rung hay ghê quá. Ok tiếp theo. Bây giờ phải đợi, mà các bạn phải đợi một khoảng thời gian để nó chuẩn bị lại. Bên chọn bên khác. Xuống nào. Lấy con xe F1 ha. Đây F1 đây. Mugello Farina Trail. Cái con này chạy rất là không có được nhanh nha các bạn, chậm lắm. Bữa mình chạy thử rồi. Bữa mình làm nhiệm vụ mình chạy rồi, chạy có 200 mấy à. Bắn nitro lên 300, thua con 2019. Mình thấy con 2019 là con nhanh nhất rồi. Chiếc thứ hai. Nhưng mà nó đẹp. F1.
Với lại mình cũng không tiện test speed, tại vì bây giờ mình mà test speed chạy tới cuối đường kia quay lại là mất tiêu máy bay này luôn. Cáo với các bạn luôn, chạy gì kia bay lại là mất. À với con này nó rất là khó chịu, cái mỏ của nó đó, nó sát lắm. Xe nó sát quá. Rồi. Ngon. Định coi mình còn cái chiếc nào mình gọi được nữa. Bị nhiều lắm. Mà siêu xe thì cũng mở khóa không có nhiều. Ông cha này sắp xong rồi, để mình chỉnh. Ok, cái chiếc mình này mình sẽ gọi đó chính là chiếc Storm Chaser, một cái con xe khá là nặng để dành đi trong cái đợt lốc xoáy á các bạn. Đây. Bị chán luôn. Con này lên từ phía trên. Thế nên nhìn nó chạy cũng nhanh nhẹn lắm á chứ. Rồi bây giờ sẽ tống một con xe tăng vô, tại vì cái này khi mà bay các bạn bay lên trời rồi á, các bạn buông ra nó vẫn bay không sao đâu nha. Các bạn yên tâm là cái điều đó. Chỉ sợ là mình không có nói kịp với con máy bay, mình rớt ra khỏi máy bay thôi. Rồi và bây giờ mình sẽ gọi một chiếc limo tới. Và sau chiếc limo này mình sẽ gọi một chiếc xe tăng. Đây, limo đây. Đẹp đẹp. Nice ride. Mình để coi là mình mở ra xem mà mình chạy chóc cái bay lên trời xem nó có thả rớt xuống xe hay không. Rớt một vài chiếc thôi, rồi mình sẽ giữ lại con siêu xe và là F1 để mình lên xe mình phóng xuống dưới luôn. Giống như trong Fast Furious vậy đó. Đẹp đẹp. Rồi bây giờ chỗ này còn cũng được vài con nữa đó, cho xe tăng lên nữa như thế nào. Xe tăng thì bên đây có sẵn một chiếc đây nè. Từ để mình quay cái đầu lại cho nó dễ, đỡ phải quay đầu, xe tăng quay đầu mệt lắm. Cho quay cái hướng cái thùng lại á, đây ha. Rồi. Chung nay là mấy anh làm việc hơi nhiều á. Còn lại gọi đơn đặt hàng tùm lum. Ui ui nó bự. Đơn đặt hàng tùm lum. Con này nha, con này các bạn vô mà quay là banh luôn á. Nó bung luôn á. Cái nòng này nó rất là ghê, y như trong GTA 5 vậy đó. Được rồi, không dám quay đầu. Ui cái gì mà nó nổ ghê vậy. Từ để mình đậu chung với con Storm Chaser này đi. Ok. Nó bự chản luôn mấy bạn ơi. À, máy bay mình thì nó bắt đầu nó hơi nghiêng, hình như nó hơi nghiêng qua một bên chút xíu hay sao á. Rồi là bây giờ để mình tìm xe tiếp cái đã. Sẵn thì mình cũng có cái ý định test một cái này đi, đó chính là các bạn nhớ con máy bay này không, thì máy bay này có thể gặp cánh lại được. Và mình không có biết là nó như thế nào. Từ nhầm. Ok. Cánh là rất là gọn luôn các bạn ơi. Ngon. Ê bị bung. Con này bây giờ bung cánh một cái là lỗi liền quá thiệt á. Bung một là lỗi luôn á. Mình xuống mình kéo nó ra lại. Mình kéo nó ra mình bay lại chứ. Các bạn bung cánh là nó bung máy bay luôn. Mình sợ bung game này. Kéo nó ra. Ok. Thật ra mình cứ dùng cây mình kéo vô được. Nhưng mà mình thích cái kiểu mà mình tự bung máy bay mình bay vô hơn. Ngon, con này gặp cánh này nó tắt động cơ luôn. Các bạn muốn bay rồi nó tự bung cánh ra. Bung cánh ra nó mới bay được. Và mình nghe có nhiều bạn nói là chiếc này lặn nước được, thì mình không biết có được hay không, mình cũng chưa test. Từ để mình canh mình vô nè. Ok, gặp cánh lại. Lên luôn. Cứ vẫn bị vướng cái cánh nhỏ nhỏ ngay đây ha. Thôi thì mình kéo nó vô vậy. Xích vô đây xíu. Ơi, hồi thấy bà rồi thấy chưa? Ơi à, phá thiệt chứ. Đôi cái xác nó xuống. Hên là trong này nó nổ cũng êm đềm lắm. Xe tăng thì nó không chịu gì, hên là nó cũng xa con này. Thôi là chết luôn, nhưng mà mình vẫn muốn thử lại. Ok, thôi từ con máy bay này mình để sau cùng. Bây giờ mình sẽ gọi một con xe cũng khá là bự chán trong này. Không biết nó có mập hay không mà nó cũng rất là bự đó. Để cho lên thùng. Ok. Rồi vậy là hiện tại là ok, cái khoảng này mình nghĩ chắc con máy bay nó lên là vừa luôn. Máy bay phản lực á, xếp cánh vô giữa luôn là vừa. Mong là vừa. Dạ.
chỉnh lại. Đây. Mong là em nó vô vừa, không vô vừa nữa là mình bó tay luôn. Xuống nào. Đùng. Nhồi nhét một đống đồ vô cái con phản lực này. Canh ngay giữa luôn nha các bạn. Mà con này lúc mà bay lên á, nó không có dừng kịp, nó không có dừng, nó không thể nào dừng được. Bởi vì khó. Ok lên nè, ngay giữa rồi nè. Chậm chậm vậy thôi. Vừa đủ lên cái dốc thôi là mình gặp cánh vô liền. Ok ngon 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 ngon. Ngon 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 ngon. Ngon. Ngon nha các bạn. Ôi đúng đã luôn, đúng ngon luôn á. Xin. Rồi bây giờ đóng đi thôi. Nó rung, máy bay nó rung hết trơn rồi. Nặng nó rung hết trơn rồi. Dài cả ốm miếu rồi mà cẩu một đống đồ lên. Chúng ta bay thử nào. Phải này mà có online hay một người lái một người chơi nữa mới sướng. Mà nó không có. Ngon. Đi nè. Tự cái cánh này có dướng ghê ghê cái nhà. Đó. Ok lên nào. Ngon. À có một số bạn hỏi mình là nếu mà đi thử theo những con máy bay trong này thì nó sẽ thế nào. Hôm bữa mình có đi thử một cái rồi cũng hơi chán một xíu. Tại vì vô trọng á, không có gì hết trơn á các bạn. Đi theo nó đi bay ra ngoài map. Xong một hồi cái rồi mất tiêu sao. Như sao có mấy bạn kia kêu là nổ. Mình chưa thử cái chỗ đó. Mà mình chỉ biết là mình bay theo nó thì nó bay lâu quá mình đợi hoài không được. Mình về luôn. Rồi phải bay vòng qua cái đó. Giờ nhiều đồ rồi, giờ mình phải bay lên cao thôi. Quan trọng là mình đạt độ cao với lại mình phải bay vô. Bạn không được bay ra ngoài map nha. Đây nè. Bản đồ này nè các bạn, bay ra cái viền này rồi một hồi á, nó sẽ báo cho các bạn 10 giây quay về. Không quay về nó sẽ tự hồi sinh lại các bạn. Nó như vậy á. Đó là lý do mình câu trả lời dành cho những bạn nào mà hỏi về cái hoặc là hỏi về cái phần mà khi mình bay ra khỏi map ha. Ok bây giờ mở thử coi nó rớt xuống không nha. Ui nó không rớt mấy bạn ơi. Ơ nó rớt nó rớt nó rớt. Nó đừng có nổ giống như ba. Đâm đầu lên thử coi nó rớt không nha. Rớt chắc rồi đó. Ê không không không, nó vẫn bị dướng cái gì á nó. Cái máy bay nó dướng vô luôn kìa. Hay nhờ. Không rớt nha. Cao quá. Ui ui. Chết bà, máy bay nó đâm đầu thẳng lên luôn rồi. Đang bẻ lại, đang bẻ lại, đang bẻ lại. Máy bay nó đang có tình trạng là hơi bị rơi rơi nhẹ xuống một xíu. Chưa có bẻ đầu ngang là được. Vô trang như chơi xích đu vậy. À ok ok. Vô trang như chơi xích đu vậy đó mấy bạn. Ở bên trong nó đùng 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 bên trong nè. Rồi bây giờ để mình bẻ hướng qua chút xíu cái đã. Rồi bây giờ cho máy bay nó bay như vậy hoài luôn ha. Tầm tốc độ như vậy. Ủa mà sao nó có cái tình trạng bay lên á. Giống như kiểu nó bị dồn. Hình như nó bị dồn xuống hết phía dưới rồi nó nặng quá hay sao. Thấy nó tự dồn lên trên. Rồi bây giờ mình vô khoang hành lý cái đã. Xem như thế nào. Trong nó như thế nào. Ê máy bay nó nghiêng. Ủa mình xem bên trong rộng rất là ổn. Bên trong rộng rất là ổn. Rồi cho mình vô lại cái cửa cái đã chết bà rồi. Rồi xong. Nghi kiểu này nó nổ. Ôi hay quá các bạn, nó dính luôn. Nó dính luôn. Do các bạn nó đang nghiêng quá mình không có đi được nè. Mình không có vô cửa được nè. Ôi rồi. À, ok, máy bay chúng ta bị chìm xuống dưới nước rồi và quá là nổ máy bay luôn rồi. Chìm rồi các bạn ơi. Nó rớt xuống dưới biển rồi. Rớt xuống dưới biển rồi, mình không đi ra được luôn rồi. Rồi nó đang chìm xuống luôn. Nước nó đang vô máy bay đang chìm xuống luôn mà mình không đi ra được. Chết rồi. Nè nó đang chìm nữa các bạn. Đang chìm mình rồi, mình người mình nó kẹt trong này. Chìm giữa biển luôn. Cứu em ra mấy anh ơi, cứu em ra mấy anh. Cứu em ra mấy anh. Ờ mình sắp chết rồi. Ok mình chết đây. Mình chết đây, bye bye. Nói chung là cái này nó giữ xe rất là hay. Không như năm các bạn bỏ con xe vô chạy nó nghiêng qua nghiêng lại ha. Nó giữ xe rất là ổn luôn. Và cái thằng nhân vật mình đâu rồi.
bị bung luôn nhân vật rồi sao á, bung luôn nhân vật rồi. Để mình respawn lại chỗ này cái đã, bung nhân vật rồi. Nói chung là do cái đợt mà mình nhổng cái đầu lên dữ quá cái nó bị rớt nước luôn. Nói như máy bay nó bị dồn cái con máy bay cuối á, nó phá hay sao mình không biết nữa. Thôi bây giờ mình sẽ test lại con cuối cùng, một con thôi, một chiếc xe thôi, siêu xe. Mong là có xe, không có máy bay chứ lận. Mình để ý nha, khi mà các bạn từ nhảy từ kia xuống đây là nó không có máy bay đen, nhưng mà khi mà các bạn đi ra một khu khác, cái gì gần thôi, ra bãi biển, ra ngoài cái giữa cái con sông thôi, cái hồ là cái sông hay biển nhé, thì các bạn quay lại nó sẽ có con máy bay bự này. Nhưng mà mình mới lấy ở đây luôn rồi, các bạn thấy hai cái thùng kia không, mình gọi xong rồi mình cướp luôn. Kể đi, tại vì hôm nay mình lấy cái con này cái màu cho nó đẹp, chứ con kia nhìn màu nó đen, nó tối quá, nó tối thui à. Rồi bây giờ mình sẽ đậu lại và mình gọi một con, đúng một con thôi nha. Thử lên bay lên cao xong thả xe xuống. Thiệt là buồn. Đây là hai chiếc kia mình gọi đó. Xếp hàng đợi sẵn luôn, không có được lên đâu. Lên nữa phá nữa. Rồi giờ gọi con xe khác thôi. 2019 siêu xe. Đây. Ơi mấy bạn nó đang trôi. Ok dừng rồi. Đó, lúc nãy nó bay chang vậy đó, mình đuổi theo, mình câu, mình lấy theo. Xe làm đẹp xíu nào, màu đẹp xíu nào, ngón màu đỏ cũng được. Chung là cái sàn này rất là hay, nó bám dính rất là hay luôn. Rồi đậu đây đi. Thì như bình thường á, mình có thể đi ra từ cái cửa này, hoặc là mình thể đi vô bên trong luôn, nên là nếu mình ra bên cửa này thì nó sẽ cho mình đi ra ngoài, đi lên trên, thấy không? Còn nếu mà các bạn vô trong mà các bạn vô cái cửa giữa đó, đây nè, cái cửa này nè, thì các bạn sẽ đi vô lên khoang lái luôn. Mà lúc nãy mình bị, lúc đó là do mình bị lỗi á, thành ra là mình không có vô được. Cái lúc đó không phải bị lỗi mà là lúc mà bị máy bay nó bị nghiêng rồi á, cái đầu nó không ổn định á, nó không vô được cửa. Chứ lúc đầu nó bay thẳng thì vẫn vô được. Rồi chúng ta chuẩn bị bay thôi. Đóng cửa lại. Let's roll. Mình sẽ bay vô trong thành phố bên kia ha. Yên tâm là xe nó không bị gì đâu, hứa với các bạn luôn. Con này không đâm nước được nha. Như lúc nãy vậy đó, đâm nước là banh luôn. Cái gì chứ đâm nước là không có được. Rồi, hướng này đẹp rồi. Bây giờ cần bay lên cao thôi. Có một chiếc nó nhẹ máy bay lắm. Mình điều khiển dễ hơn. Còn lúc nãy nó nhiều quá, nó nặng, xe tăng. Rồi nào là cái con bốn chân. Ôi ôi, nó nặng chết luôn. Bay thiệt là cao nè. Mình cũng chưa biết là giới hạn cao nhất trong game này nó như thế nào nữa. Như người ta năm thì cũng khá là cao đó. Game này thì không biết như thế nào. Nhưng mà thường thường thì mấy con này thì nó cũng chỉ lên được tới tầm này, là vì nó nặng. Nó cũng không có phải là máy bay chuyên bay về độ cao lắm. Mấy con ném bơm đồ mới chuyên, vì chứ con này nó nặng quá trời, bay lên cao khó lắm. Chúng ta lên tới tầng mây rồi nè. Vẫn cao hơn được, vẫn cao hơn được. Nhưng mà trừ khi có nitro mới lên được. Vẫn cao hơn được. Vậy là quá cao rồi. Bình thường đây là cái tầm cái nhảy dù của mình nè. Muốn lên hơn nữa. Từ chú chú xuống xíu chứ nó lật ngược máy bay là chết luôn. Chết dở luôn. Ok, hiện tại mình đang chết bà, đang bay ra ngoài biển luôn rồi. Bay vào biển quá mình sẽ chết. Mình điều khiển là máy bay cái đã. Rồi ok, hiện tại mình vẫn đang rất là cao rồi ha. Nhìn lên trên xuống là nó là cao lắm rồi á. Nhưng mà thôi mình muốn cao nữa. Kìa kìa, tầm này vẫn có máy bay kìa. Ôi giờ là chưa cao đâu. Hơn nữa, bắt đầu thấy cái đường gọi là cái giống như kiểu đường chân trời đúng không ta. Đường nó cắt ngang giữa trái đất với lại cái tầng tầng khí quyển bên ngoài như là vậy.
cao bãi trưởng rồi mấy bạn ơi. Cao lắm. Không, hướng này mình bay thẳng không sao. Hướng này bay thẳng này có sao, là đâm vô cái núi tuyết là bị sét đánh chứ không có gì đâu. Rồi, tầm này là máy bay nó bị rơi rồi mấy bạn. Thôi rồi 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 rồi. Rồi rồi. Vô khoang thôi. Máy bay nó bị rơi rồi. Ê chết cha, quên mở cái kia ra. Xe nó vẫn đứng nha, các bạn phải mở cái khoang này ra nè. Cái công tắc nè. Đấy, đây rồi, ok. Lên xe nào cưng. Lên xe nào. Ê, lùi ra thôi. Ngon. Chuẩn bị chúng ta sẽ làm Fast Furious. Đó, ơi đúng đã luôn các bạn. Ui cảnh này. Cảnh này tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Xuống xíu nữa nè. Ồ tuyệt vời. Tuyệt vời. Cao lắm á. Ê rồi xong rọt xe. Bye bye. Bye. Mình có thể sẽ tin thoải mái. Xe trôi, xe bay. Vì trên không không có để máy được. Nó chỉ nhích lên nhích xuống như thế này thôi. Bay thì nó bay nó mất tiêu luôn rồi. Wow. Đã, các bạn công nhận, phải công nhận là xe bổ đó nó đã thiệt chứ. Mát đã luôn. Xe mình vẫn đang trôi. Để coi nó có nổ xe không, với lại nó có rớt xuống sông không. Xe thì mình cho nó đáp bốn bánh luôn đó. Đáp đầu hoặc đáp đuôi thì mình có thể mới là vấn đề, chứ đáp bốn bánh là đỡ hơn. Bùm. Ngon, 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 ngon. Xe vẫn tốt. Này mấy anh nào mà mấy anh Fast Furious là muốn đóng phim thì cứ liên hệ với em nha, em sẵn lòng. Rồi ok, thì video này mình sẽ dừng tại đây ha. Các bạn hãy dõi cái video này, và nếu các bạn thích cái video game Just Cause 4 này, đừng quên like video giúp mình. Đăng ký kênh mình và tụi mình phía dưới nhiều ý tưởng các bạn nghĩ ra nha, thì mình sẽ xem ý tưởng nào hay và ổn thì mình sẽ làm liền cho các bạn luôn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn, bye bye. Để coi xe nó đi đâu. Ok, nó dưới cục đá rồi, xuống nước. Bye bye.